Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn dã hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Chúng sùng kính ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo: các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môi-se đã nói: hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ, người đó phải chết. Còn các ngươi thì lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành khô ban, nghĩa là dâng cúng, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa, như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay bước vào ngày mùng 2 Tết, ngày mà giáo hội dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên. Trong ngày mùng 1 Tết, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta đến để tạ ơn Chúa và xin ơn bình an với Thiên Chúa là ông tổ, là nguyên tổ của chúng ta, là đứng đã tạo dựng nên chúng ta. Và ngay sau ngày mùng 1, tức là ngày để dành thờ phượng Thiên Chúa, thì giáo hội đã dành cách riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên. Hay nói cách khác là sau Thiên Chúa, chúng ta cần phải kính nhớ ông bà tổ tiên. Trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba là việc tôn thờ Thiên Chúa, là những giữ luật lệ tôn kính trung thành với Thiên Chúa. Thì ngay điều thứ 4 trở đi bắt đầu nói về việc những luật tuân giữ của con người. Thì ngay điều luật thứ 4 là gì? Là thảo kính cha mẹ. Hay nói cách khác, Thiên Chúa đã muốn nhắc nhở chúng ta rằng việc đầu tiên của con người đối xử với nhau như thế nào, đó là việc thảo hiếu với cha mẹ, với ông bà tổ tiên của chúng ta. Theo văn hóa tập tục của người Việt Nam, thì vào ngày Tết, dù rằng bận rộn như thế nào ở phương nào, người ta cũng đa số chen chúc đua nhau trở về gia đình, trở về quê hương, trở về xứ sở để cùng với gia đình, cùng với cha mẹ, ông bà tổ tiên, cùng với anh chị em để ăn Tết. Cho nên chúng ta thấy vào những ngày giáp Tết thì các công nhân ở các thành phố, nào là người ngoài Bắc trở ngoài, người Nam ra Bắc, người Bắc vào Nam, rồi từ thành phố về lại thôn quê để mà ăn Tết. Đó là một tập tục rất là đẹp, và đó cũng là nói lên cái lòng đạo hiếu của con người, nói lên văn hóa tập tục của con người được đặt nền tảng nơi gia đình. Gia đình là môi trường của yêu thương, gia đình là môi trường của những trường học đầu tiên, đầu đời của những trẻ thơ. Đứa trẻ học được đạo thờ cha kính mẹ, thảo hiếu trong gia đình, tôn ti trật tự trên dưới, biết sống thảo hiếu, biết yêu thương nhau, tất cả đều trong gia đình. Hay nói cách khác, đạo hiếu chính là một cái nối mối dây, một cái sự dây chỉ vàng để nối kết mọi thành phần trong gia đình, và nối kết cái tôn ti trật tự, và nối kết truyền thống tốt đẹp của người Việt lại với nhau. Chúng ta thấy chỉ có những trường hợp đặc biệt vì lý do gì đó, rất đặc biệt, thế rồi người ta không về quê ăn Tết được thôi.
Và khi không được về quê ăn Tết thì đa số lòng người cũng nao nao, cũng cảm thấy có cái gì đó thiếu thốn, không được vui trọn vẹn. Và dù ở xa không về được thì ít nhất là cũng gửi thư, gửi thiệp, hay ngày hôm nay thì gọi điện thoại, nhắn tin để mà thăm hỏi nhau, chúc Tết với nhau. Chính bản thân của tôi từ ngày đi tu đến bây giờ, gần 30 năm đi tu, hầu như là tôi rất hiếm khi được về nhà, về quê ăn Tết với gia đình của tôi. Lý do là có những lúc thì là luật của nhà rằng không được về, hay là có những lúc là vì công việc ở xa tôi không thể về được. Ví dụ như hiện tại đây, khi tôi đang sống trong một nhà rằng cách xa gia đình tôi, nếu đi xe thì phải là 3 ngày đường, đi máy bay cũng hết 4 5 tiếng đồng hồ, và vì công việc cho nên là tôi đành phải xa nhà. Vì vậy mà nhiều năm qua tôi vẫn hát bài Xuân này con không về. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng có những người lính cũng đang vì bảo vệ quê hương đất nước ở những vùng biên giới xa xăm, cũng không được về với gia đình trong những dịp Tết này. Nhưng mà không phải là họ không phải là những người thảo hiếu với cha mẹ, mà là vì trách nhiệm bổn phận với đất nước, với dân tộc, giữ gìn cho đất nước dân tộc được an bình, để rồi mọi nhà mọi nơi được có một cái Tết an vui. Đó là sự hy sinh lớn lao của những người lính hay là các tu sĩ nam nữ, cũng vậy, vì hy sinh để rồi ở lại để cầu nguyện cho gia đình, cho đất nước được an bình, có những cái Tết an vui, hay là có những linh mục, những nữ tu, những tu sĩ đang ở phương xa để phục vụ cho giáo dân, cho các bệnh nhân, cho nên trong những dịp này cũng không thể về đoàn tụ với gia đình được. Tuy nhiên chắc chắn rằng họ cũng như tôi cùng hướng về gia đình, hướng về cha mẹ ông bà trong những ngày đầu năm này. Thứ nhất để cầu nguyện, để dâng cha mẹ ông bà tổ tiên lên với Thiên Chúa, và dùng những cái hy sinh trong việc phục vụ của chúng tôi để cũng cầu nguyện cho gia đình, cho bạn bè thân hữu, cho tất cả mọi người được có một cái Tết an vui. Cho nên chúng ta thấy từ cái đạo hiếu của con người hay là luật Chúa của ngày hôm nay đều hướng chúng ta về việc thảo kính, kính nhớ ông bà tổ tiên. Có rất là nhiều những câu chuyện thú vị để nói về lòng thảo hiếu của con người. Ví dụ chúng ta nhớ tới câu chuyện của tôi xin lỗi, Chữ Đồng Tử, câu chuyện kể vào đời Hùng Vương thứ 18. Chữ Đồng Tử và cha của ông ta bị cháy nhà và rất là nghèo, sống trong một vùng ven biển, nghèo đến mức độ họ chỉ có một cái khố mà thôi. Cho nên hai bố con thay phiên nhau, nếu như ai ở nhà thì không mặc khố, nhường cái người mặc khố để mà đi ra chợ mua bán hay là câu cá gì đó. Thế là khi bố của Chữ Đồng Tử hấp hối qua đời thì ông chối lại cho con đấy rằng bây giờ chỉ có một cái khố thôi, cho nên bố chết rồi thì cứ chôn bố đi, con giữ cái khố lại để mà còn đi ra đi vào vân vân. Nhưng mà Chữ Đồng Tử đã thảo hiếu với cha của mình, không muốn cha của mình phải chôn cất một cách trần truồng, cho nên anh đã quyết định nhường cái khố duy nhất lại để chôn với xác của cha mình, và anh ta đã ở chuồng. Và chúng ta biết câu chuyện tiếp theo là anh ta gặp được công chúa rồi sau này kết hôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là cái lòng thảo hiếu, cái lòng hiếu thảo của người con với người cha, nhường lại cái khố duy nhất để chôn với cha của mình và sẵn sàng ở chuồng vì cái lòng thảo hiếu đó. Hay một câu chuyện của lòng thảo hiếu khác cũng được nổi tiếng và được đưa vào dân gian, vào trong những cái vở cải lương, những vở kịch. Đó là câu chuyện của cô Thanh Thoại, Nguyễn Thoại, là cô là một nàng con dâu, khi mà chồng bị bắt rồi đưa mẹ chồng đi thăm chồng đường xá xa xôi, nhiều khi phải vào trong đi qua những cái rừng thẳm, và khi hai mẹ con hết lương thực rồi, nghèo đói không còn gì ăn nữa, nàng con dâu được quyết định lấy dao xẻ thịt trên cánh tay của mình để nuôi mẹ chồng. Chúng ta thấy rằng không những là con trai ruột mà cả những nàng dâu cũng thảo hiếu với cha mẹ của mình như vậy, và họ đã được đi vào trong sử sách. Chúng ta thấy đó là những cái tấm gương để cho chúng ta theo. Chúng ta thấy rằng vì người chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta với lòng thảo hiếu đã đi vào trong những câu ca dao tục ngữ, và đã cho rằng cái vấn đề thảo hiếu không phải là một cái nhân đức riêng biệt, mà còn được đưa lên là gì? Là đạo, đạo hiếu. Và tí nữa tôi sẽ nói tới đạo hiếu đó đã được Thiên Chúa nói đến như thế nào. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề Thánh Kinh thì tôi muốn nói một chút
về các ca dao tục ngữ. Ví dụ như là có ca dao tục ngữ tiếng Việt của chúng ta nói rằng cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn mới mở bể rộng sông sâu, người ta có gốc từ đâu, có cha có mẹ rồi sau có mình, công ơn dưỡng dục sinh thành, hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta thấy rằng đạo hiếu là cốt tủy của nền văn hóa Việt Nam. Hiếu là cái gốc của những cái nhân đức, cho nên chúng ta thấy rằng nếu ai mà có lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình thì không thể là những kẻ bất trung. Và nếu ai thảo hiếu với cha mẹ của mình cũng không thể trở thành những người bất nhân. Cho nên vì vậy, chữ hiếu là cây gốc. Một người có hiếu thì không thể là một kẻ bất nhân. Một người có hiếu thì không thể là một con người bất trung được. Cho nên có hiếu sẽ có trung, có hiếu sẽ trở thành nhân, có thể là nghĩa là trở thành trời. À, tôi xin lỗi, có nghĩa là trở thành người. À, câu ca dao uống nước nhớ nguồn. À, để ngày đó chúng ta thấy rằng uống nước nhớ nguồn, để rồi chúng ta đưa cái đạo hiếu của chúng ta trở nên một cái đạo để làm người. Rồi chúng ta thấy cũng trong văn hóa Việt Nam thì dạy cho chúng ta sống phải có tình có nghĩa làng xóm với nhau trong gia đình. Đặc biệt là thời xưa, khi một gia đình có nhiều thế hệ sống chung với nhau, ông bà rồi cha mẹ rồi con rồi cháu, cho nên là dạy cho chúng ta làm sao biết nhường nhịn, dạy cho chúng ta biết kiên nhẫn, dạy cho chúng ta biết vị tha, và cái tình luôn đặt lên cái nghĩa, cái lý. Tiếng Việt của chúng ta có một cái câu nói tôi thấy rất hay và sâu sắc, đó là gì? Làm cái gì cũng phải có tình, có lý. Có tình, có lý. Lý thôi cũng không đủ, tình thôi cũng không được, mà làm cái gì cũng phải có tình, có lý, và đặt tình ngay trên cả lý nữa. Cái tình con người, giữa người với người đối với nhau. Hay có câu là gì? Bán chị em xa mua láng giềng gần. Đấy, những cái điều mà chúng ta thấy rằng đạo giáo của chúng ta đã dạy cho chúng ta. Rồi chúng ta đi vào trong, ngồi trước khi đã nói tới văn hóa của Việt Nam, truyền thống của người Việt tốt đẹp như vậy, vậy chúng ta hãy nhìn đến luật của Chúa nói như thế nào. Lời của Chúa dạy trong điều răn thứ 4, điều răn thứ 4 của 10 điều răn đã dạy cho chúng ta phải thảo hiếu cha mẹ, như tôi nói là sau Thiên Chúa là tới cha mẹ. Cho nên chúng ta thấy khi bước vào trong các gia đình công giáo, chúng ta thấy luôn luôn ở trên là có bàn thờ của Thiên Chúa, của Đức Mẹ các Thánh, và ngay dưới sau đó là gì? Bàn thờ kính nhớ ông bà tổ tiên. Cho nên trước đây có một số những anh chị em bên lương không hiểu rõ, cho nên rằng nói rằng đi đạo theo Chúa là phải bỏ cha mẹ mình. Cái điều đó không đúng. Người công giáo không những không bỏ cha mẹ mình, mà người công giáo còn được dạy để phải thảo hiếu với cha mẹ của mình. Chúng ta thấy rằng người công giáo của chúng ta có nhiều ngày để kính nhớ ông bà tổ tiên lắm. Như tôi nói, trên là bàn thờ của Chúa, dưới là bàn thờ của ông bà tổ tiên. Rồi chúng ta thấy rằng trong ngày mùng 2 Tết ngày hôm nay, để kính nhớ ông bà tổ tiên, cả người đã khuất cũng như người còn sống. Rồi trong tháng, trong năm thì chúng ta có nguyên tháng 11 là tháng các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện kính nhớ những bà tổ tiên của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta, có cả một tháng 11. Rồi khích lệ giáo dân đến viếng nghĩa trang, đến cầu nguyện rửa mồ, rửa mã cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Rồi chúng ta thấy trong mọi thánh lễ của người công giáo, trong thánh lễ nào cũng nhớ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Không có thánh lễ nào mà chúng ta không nhớ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người đã ra đi trước chúng ta nữa. Cho nên không thể nói là những người công giáo là những người bất hiếu, bởi vì theo Chúa thì phải bỏ ông bà tổ tiên. Không đúng như vậy, thưa ông bà anh chị em. Không những người công giáo không bỏ ông bà tổ tiên, mà còn dạy và còn buộc phải thảo hiếu với ông bà tổ tiên nữa. Cho nên việc người công giáo không thảo hiếu với ông bà cha mẹ của mình không phải là có lỗi với ông bà cha mẹ của mình đâu. Mà khi người công giáo mà không thảo hiếu với cha mẹ ông bà tổ tiên của mình là xúc phạm cả tới Thiên Chúa. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói đấy, luật của Chúa là phải thảo kính cha mẹ ông bà tổ tiên. Còn nếu không thảo hiếu là phạm tội với Thiên Chúa. Và lời trong Cựu Ước còn nói rất rõ ràng là những đó là những kẻ đáng chết. Và Chúa Giê-xu lên án là gì?
là ngày hôm nay nếu chúng ta chỉ theo những tập tục của con người để rồi quên đi việc thảo kính cha mẹ thì điều đó không được phép. Cho nên khi một con người bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên là bất hiếu với chính Thiên Chúa, là phạm lỗi với Thiên Chúa. Trong cựu ước, trong sách giáo lý Công giáo thì cũng nói rất là rõ, đó là gì? Là việc thảo hiếu cha mẹ thì bao gồm những cái gì? Bao gồm phải yêu mến, phải biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ còn sống và khi đã qua đời. Rất rõ ràng, phải yêu mến, phải biết ơn, phải vâng lời và phải giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và đã qua đời. Nhiều người ngày hôm nay thì nghĩ rằng cha mẹ bây giờ già rồi, lỗi thời rồi, cho nên là mình lớn rồi, mình được học nhiều hơn cho nên không cần phải nghe cha mẹ nữa. Nhưng mà đừng quên câu ca dao tục ngữ của Việt Nam là gì? Là 70 còn phải học 71. Có lẽ là cha mẹ của chúng ta không được học nhiều như chúng ta, không có bằng cấp như chúng ta, không có tân thời như chúng ta, nhưng cha mẹ của chúng ta có những chuỗi ngày của kinh nghiệm, của các vị có kinh nghiệm hơn chúng ta. Và kinh nghiệm đó thì chúng ta không học được trong sách vở, không học được ở trường học, mà học ở trường đời. Và trường đời đó chính là cha mẹ, những người đi trước chúng ta, truyền lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm đó, những cách ứng xử đó, những sự kiên nhẫn, những sự nhẫn nại, những sự khiêm nhường, những sự tha thứ vị tha, tình người đối với nhau cần phải có. Rồi, trong sách Giảng Viên thì dạy rằng thảo kính cha mẹ là thảo kính Chúa, tôn kính cha mẹ là tôn kính Chúa. Rất rõ ràng. Thảo kính cha mẹ là thảo kính Chúa, cho nên không thể rằng nói rằng tôi tin Chúa, tôi thờ phượng Thiên Chúa mà lại bất hiếu với cha mẹ. Tôn kính cha mẹ là tôn kính Chúa. Sách Huấn Ca dạy rằng hỡi các con hãy nghe đây, hãy xử sự sao để được độ sinh, vì Chúa đặt vinh quang cha trên con cái, quyền lời mẹ Ngài củng cố nơi đàn con. Và đoạn này rất hay, cho tôi xin được đọc nguyên văn và tôi sẽ đọc chậm rãi để ông bà nghe, để mà thấu hiểu và giữ ở trong lòng. Kẻ tôn kính cha thì bù đắp lỗi lầm, và trọng kính mẹ khác gì tích trữ kho tàng. Thế là thảo hiếu với cha mẹ có thể tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Trọng kính mẹ như là tích lũy là một cái vào một kho tàng, không mất đi đâu được đâu. Kẻ tôn kính cha sẽ hoan lạc nơi con cái, khi khẩn nguyện sẽ được nhậm lời. Khi chúng ta thảo hiếu với cha mẹ của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta, thì chúng ta đang làm gương cho con cháu của mình. Vì vậy, việc chúng ta đối xử với cha mẹ, ông bà của chúng ta như thế nào, thì con cháu của chúng ta sau này cũng đối xử với chúng ta như vậy. Và đặc biệt là gì? Là khi chúng ta thảo hiếu với cha mẹ, thì Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. Chúa chấp nhận những lời khấn nguyện, nhậm những lời nguyện của chúng ta. Nói tới việc rằng chúng ta đối xử với cha mẹ ông bà như thế nào thì con cháu của chúng ta sau này cũng đối xử với chúng ta như vậy. Thì có một cái câu chuyện cổ tích, một cái câu chuyện vui kể như thế này. Có một cặp vợ chồng kia có hai người con trai, trong gia đình nuôi bố mẹ già. Thế là khi ông bà lớn tuổi rồi, đặc biệt là khi ông nội lớn tuổi rồi, già yếu không đi được lại nữa thì chăm sóc rất là vất vả. Những ai đã từng chăm sóc cha mẹ già bị liệt thì biết rồi đấy, vất vả lắm. Một già một trẻ như nhau mà, cho nên rất là vất vả. Thì một ngày này kia thì hai vợ chồng nghĩ rằng nuôi ông nội trong nhà già như vậy, thứ nhất là không có sản xuất được ra cái gì, không làm được ra cái gì cho gia đình, mà lại còn mất công chăm sóc rồi tiền thuốc men nữa. Thì hai ông bà mới đi ra chợ mua một cái rọ. Chúng ta biết ở Việt Nam có những rọ nó đan bằng mây tre đó, để mà nhốt những con heo vào người ta bán đó. Thì ông bà mua một cái rọ về và cho ông nội, cho bố của mình nằm vào trong đó, và nói hai đứa con trai hãy gánh ông nội của con đưa vào trong rừng sâu, thả để ở đó cho thú dữ nó đến ăn, bởi vì bây giờ ông già rồi, rồi ông thế nào ông cũng chết thôi, ông không có làm được cái gì nữa và cũng chỉ tốn kém và khổ cho mọi người thôi, cho nên gánh ông đưa vào trong rừng sâu để cho thú dữ nó ăn, hoặc là ông chết ở trong đó để đỡ phiền phức đi. Hai đứa con trai nó ngoan ngoãn vâng lời, nó khinh ông bằng cái rọ đó, nó đưa vào trong rừng. Nhưng mà đi tới một cái, nó không đưa vào trong rừng sâu mà tới một chỗ an toàn, nó bỏ cái rọ để giải thoát ông ra. Nó nói ông ơi, ông ngồi đây chờ chúng cháu một chút, rồi tí nữa chúng cháu sẽ quay trở lại để đón ông. Và nó hai anh em lại gánh cái rọ không để đi về nhà. Khi nó đi về nhà thì hai vợ chồng bố mẹ nó hỏi rằng ông nội đâu rồi, tại sao con lại mang cái rọ về để làm gì?
Nếu mà nó nói là con lấy cái rọ về rồi nhưng mà ông con để trong rừng rồi. Thế là hai vợ chồng bố mẹ nói rằng nếu mà như vậy thì ông chạy mất làm sao? Con cứ để ông ở trong rọ rồi thú dữ nó đến thì nó sẽ cắn cái rọ không sao cả. Hai đứa con nó đã trả lời rằng không, ông già rồi con để vào đó ông muốn chạy được đi đâu hết á. Nhưng mà chúng con cần phải mang cái rọ này về. Mang cái rọ về này để cất lên trên gác đi, để sau này khi nào bố mẹ già rồi thì con cũng mặc dùng cái rọ này để đưa bố mẹ vào trong rừng thì con không phải đi mua cái mới để đỡ tốn tiền. Bố mẹ ngã ngửa ra, chết rồi, như vậy thì như thế nào đây? Nó bảo là nó cất cái rọ này đi để khi mà bố mẹ già nó cũng cho bố mẹ vào cái rọ này để nó mang vào trong rừng sau đỡ tốn tiền đi mua cái rọ mới. Thế là hai ông bà bắt đầu tỉnh thức lại, nói con ơi ông ở đâu rồi, con đưa ông đón con ông về đi, như vậy thì không được không ổn đâu. Thế là hai đứa đó là mau chóng ra rừng để nó đón ông nội về. Chúng ta thấy qua câu chuyện này để nhắc cho chúng ta lời của Chúa nói không sai. Kẻ tôn kính chúng ta khi chúng ta làm gương sáng cho con cái chúng ta sống như thế nào, con cái sợ chúng ta sống như vậy. Nếu trong nhà nó thấy bố mẹ thường xuyên cãi nhau, không có tôn trọng nhau thì sau này nó sẽ như thế nào? Nếu như thấy trong gia đình chính cha mẹ không cũng không có thảo hiếu với ông bà, không thường xuyên thăm viếng chăm sóc ông bà thì thứ nhất là sau này nó sẽ đối xử với chúng ta như thế nào, và ngay cả hiện tại nó có tôn trọng chúng ta không, khi chúng ta đã nó thấy rằng chúng ta không tôn trọng ông bà cha mẹ của chúng ta. Rồi kẻ tôn vinh cha sẽ được trường thọ, người an ủi mẹ sẽ được công nơi Chúa. Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha, nó sẽ phục vụ các bậc sinh thành như chủ của mình. Thế là những người kính sợ Chúa thì phải biết tôn trọng cha mẹ của mình và sẽ được trường thọ, sẽ được có công với Chúa. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, ngõ hầu mọi phúc lành đổ xuống trên con, vì chúc lành của cha làm cho rễ chắc, còn chúc dữ của mẹ thì nhổ cả cây. Theo chúng ta thảo hiếu với cha mẹ thì đời sống mới vững chãi, gia đình mới ổn định, mới có tôn ti trật tự được. Còn nếu như trong gia đình không có sự hiếu thảo không thì tôn ti trật tự sẽ bị hỗn loạn. Như tôi đã nói, cái sự thảo hiếu nó là cái sợi chỉ để nối kết những cái thành phần trong gia đình lại với nhau. Con ơi, hãy săn sóc cha con lúc tuổi già, sinh thời người chớ làm người phiền sầu tuổi. Trí khôn người có suy giảm, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà sinh dễ người. Vì lòng hiếu thảo với cha sẽ không bị quên lãng, nó sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó, chúng ta thấy là ngày hôm nay khi chúng ta nói tới kính nhớ ông bà tổ tiên, không phải chỉ là những người đã khuất, mà ngay cả những người còn sống. Như sách giáo lý đã nói, thảo hiếu với cha mẹ không phải là chỉ dành cho những người đã qua đời, mà đặc biệt hơn là dành cho cả những người còn sống. Tôi còn nhớ một cha xứ của tôi khi tôi còn bé trong giáo xứ, ngài vẫn cứ hay nhắc nhở và đôi khi đang dạy giáo dân, ngài nói rằng khi còn sống thì chẳng cho ăn uống cái gì, chẳng săn sóc tới nơi tới chốn, khi chết rồi thì là đám ma to để mà cúng ruồi. Chúng ta thấy là khi tôi có đi học một cái khóa học của thầy Giản Tư Trung, thầy có kể một cái câu chuyện là nó cũng tiếu lâm về vấn đề dân cúng. Ông nói rằng tôi thì tôi cũng kính Chúa, tôi cũng tin Phật, nhưng mà tôi thấy rằng người Việt Nam của chúng ta đôi khi thờ cúng, đặc biệt thờ cúng bà tổ tiên, nhiều khi chúng ta không có suy nghĩ cho nó chín chắn chu đáo, để cho đôi khi nhiều khi nó có những cái mà nhìn vào nó như là một trò hề trò cười vậy. Thì ông ta mới đưa ra vài ví dụ như thế này, ông nói rằng khi mà cúng kiến đấy thì người Việt Nam của chúng ta ngày thường thì khi là có bình bông bình hoa rồi có vài nén nhang vân vân trên ông bà bàn thờ ông bà tổ tiên, nhưng ngày Tết ngày lễ thì có khi là cúng cả một con gà. Và ông dùng cái từ tiếu lâm, ông nói rằng con gà khỏa thân, có nghĩa là cái con gà luộc mà nó trụi hết lông lá đó, thì ông nói hài hước là con gà khỏa thân. Thế là để con gà khỏa thân trên cái đĩa để trên bàn thờ ông bà. Thế là bây giờ là để cái con gà lên trên bàn thờ ông bà tổ tiên đó. Đó thì chắc chắn là không thể nào mà quay cái đầu con gà vào và quay cái, tôi xin lỗi, quay cái đít con gà ra phía ngoài được. Đó. Thế là cho nên là bởi vì nếu mà quay ra ngoài thì khách vừa nhìn vào lên bàn thờ thì thấy ngay cái đít con gà thì nó rất là không có thẩm mỹ một chút nào cả. Thế là phải quay con gà vào bên trong. Đó. Thế là cái đầu quay ra bên ngoài.
Đó, mà trời, ông nói rằng chúng ta là bậc con cháu không muốn nhìn thấy đít của con gà, nhưng mà lại bắt ông bà chúng ta nhìn đít con gà cả ngày cả đêm, thì như vậy có đúng hay không? Đó, câu chuyện Tiếu Lâm đó, để ông nói tới rồi một câu chuyện Tiếu Lâm nữa cũng nói về kính nhớ ông bà tổ tiên. Thì ông nói rằng có nhiều người thì khi mà cúng bái bà tổ tiên đó thì hay than van lắm. Ông nói rằng tôi khi tôi cúng kiến ông bà tổ tiên thì tôi cứ nói rằng cảm ơn ông bà đã cầu bầu cầu chúc cho chúng tôi con cháu, để con cháu được bình an khỏe mạnh, cho ông bà cứ ở yên ở bên đó, rồi hàng tháng hàng năm con vẫn đốt tiền mã giấy cho, chứ tôi không than vãn. Còn nhiều người thì cúng kiến ông bà thì hay than, bảo ông bà ơi năm nay chúng con khổ lắm, xin ông bà giúp cho chúng con thế này thế kia. Thế than khổ quá, mà bây giờ khổ quá ông bà nói rằng nếu mà ở đó mà khổ quá thì qua bên đây với ông bà để ông bà giúp cho, thì có muốn qua không? Cho nên là tôi thì tôi cúng kiến thì tôi cứ nói rằng chúng con bên này mọi sự tốt đẹp cả, ông bà cứ ở yên bên đấy rồi con cúng kiến đầy đủ. Chứ còn than khổ quá, ông bà thấy khổ quá, ông bà thương, ông bà thương bà nói là thôi bên đó mà chúng con khổ quá, ở thế giới này mà khổ quá thì thôi sang thế giới của ông bà lo cho, thì có muốn sang không? Đó là những cái câu chuyện hài hước một chút để cho ta không thấy, để rồi khi chúng ta cúng kiến ông bà tổ tiên thì chúng ta cũng làm cho nó đúng cách đúng lẽ. Do cái ông thầy Giản Từ Trung để chia sẻ thì tôi cũng nhân ngày Tết tôi cũng vài những cái câu chuyện vui vui, nhưng mà cũng để cho chúng ta suy nghĩ một chút để rồi chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm. Cho nên Thiên Chúa, chúng ta kính tôn kính Thiên Chúa, chúng ta không thể thảo hiếu với ông bà cha mẹ của chúng ta. Thiên Chúa sẽ nhớ đến chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, nếu như chúng ta biết chăm sóc ông bà. Tôi thì chưa có nhiều cơ hội để chăm sóc cha mẹ già, bởi vì cha mẹ của tôi năm nay cũng 70 mấy tuổi, nhưng mà tạ ơn Chúa ông bà cũng còn khỏe mạnh tự lo được cho mình. Rồi tôi lại là người đi tu ở xa cho nên tôi cũng chưa có cơ hội để mà được chăm sóc cha mẹ tôi về thể lý là bao nhiêu. Tất nhiên ở phương xa tôi vẫn nhớ đến ông bà, cầu nguyện cho ông bà, rồi thăm hỏi ông bà. Nhưng mà tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi chăm sóc cho bà nội của tôi khi tuổi già vất vả như thế nào. Và ngay trong nhà dòng của tôi cũng có những cha, những thầy lớn tuổi, các anh em trẻ chăm sóc vất vả như thế nào. Bởi vì chúng ta biết nếu chăm sóc một ngày, hai ngày nó khác, nhưng mà chăm sóc từ tháng này đến năm kia vất vả lắm. Bởi vì như tôi nói đấy, một già một trẻ như nhau, tuổi già rồi bệnh tật rồi, cho nên đôi khi cũng có những cái dễ khó chịu. Cho nên chăm sóc người già đòi hỏi sự kiên nhẫn, rồi đòi hỏi sự khiêm tốn, đòi hỏi có sức khỏe tốt, không những sức khỏe về thể lý và cả về tâm lý nữa. Cho nên chăm sóc những người lớn tuổi rất là khổ sở khó khăn. Tuy nhiên vì vậy mà lời của Chúa mới nói rằng trí khôn người có suy giảm, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Chớ cậy người sung sức mà khinh dễ người. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ tới lúc tuổi già cũng cần phải những người khác chăm sóc cho chúng ta. Ngày hôm nay có thể chúng ta chê bai rằng người này già khó tính, người kia già khó ưa, nhưng mà không biết là khi chúng ta già chúng ta sẽ như thế nào, không biết chúng ta có được như vậy không, hay là chúng ta lại còn khó tính khó ưa hơn nữa. Thế là ngày hôm nay chúng ta cũng hãy cố gắng động viên nhau, khích lệ nhau, cầu nguyện cho nhau để rồi chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Chứ không thì ngày hôm nay chúng ta thấy đó, nhiều người già ngày hôm nay có những người thì có những lý do chính đáng, nhưng mà có những người có những lý do không chính đáng đã mau chóng đưa cha mẹ mình vào trong những nhà dưỡng lão để rồi mình tự do được đi chơi, tự do được sống thoải mái, nhưng mà chăm sóc cha mẹ thì không muốn, trừ trường hợp là vì ở nhà chúng ta không thể chăm sóc một cách chu đáo được, bởi vì có thể là bố mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta cần những cái phương tiện chăm sóc mà chỉ có nơi nhà dưỡng lão hay bệnh viện mới có thể lo được, thì đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn không có thể được thì chúng ta đòi hỏi hy sinh, thay vì thôi cứ đưa ông bà vào nhà dưỡng lão để chúng ta đỡ vất vả, rảnh chân rảnh tay, thì cái điều đó lại không đúng. Tôi nhớ có một lần khi tôi đang khi đi du lịch với một nhóm ở bên châu Âu đó, thì có một cô gái trẻ dắt ra 3-4 con chó nhỏ nhỏ tung tăng như vậy, đi chơi vui thích lắm. Thì có một chị trong đoàn đã nói với tôi rằng, cha ơi đấy không, cái cô gái kia cô xách 3-4 con chó tung tăng đi chơi vui vậy đấy, nhưng mà bố mẹ cô thì cô đã đặt trong để trong nursing home, trong nhà dưỡng lão từ lâu rồi. Thế là cha mẹ thì không muốn chăm sóc, nhưng mà lại chăm sóc những con chó đấy, nó vừa ý về mình, cảm thấy nó vui thích. Cho nên đó là những điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ trong thế giới ngày hôm nay của chúng ta. Thiên Chúa muốn con cái phải hết lòng tôn kính và thảo hiếu, đặc biệt nhấn mạnh đến công ơn sinh thành của người mẹ. Hết lòng tôn trọng cha con và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ. Hãy nhớ rằng nhờ họ con đã sinh ra. Làm sao con báo đền được
điều họ cho con. Trích trong sách Huấn Ca chương số 7 câu 27 đến 28. Rồi trong sách Tôbia cũng dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ, đừng bỏ người ngày nào trong suốt đời con. Con hãy ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả. Hỡi con hãy nhớ là người đã phải trải qua bao nỗi gian lao, nguy hiểm vì con khi con còn trong dạ người. Hãy nhớ đến công ơn của cha mẹ. Nhiều khi chúng ta chăm sóc cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Còn cha mẹ nuôi chúng ta thì công như trời như biển. Hay là cũng đã có câu là gì? Bảy ta, cha mẹ thì nuôi một lúc 5, 7, 8, 10 đứa con. Nhưng mà 8, 7, 10 đứa con đó thì lại không nuôi được cha mẹ. Đó là những điều mà chúng ta cũng suy gẫm. Để rồi đối với những người đã khuất đã vậy, mà ngay cả những người còn sống, để rồi chúng ta quan tâm hơn, yêu mến hơn, qua để rồi chúng ta chăm sóc lo lắng. Thánh Phaolô cũng đã khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Colosse rằng con cái hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều làm đẹp lòng, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa. Rồi trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô thì Thánh Phaolô lại nói rằng kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất và kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Tức là Thiên Chúa chúc phúc cho những người có hiếu. Cho nên khi chúng ta thảo hiếu với cha mẹ, chúng ta không có thiệt thòi, chúng ta không có mất đi đâu đâu. Đừng tính toán chi ly cho cha mẹ như thế nào. Mà chúng ta phải quảng đại, bởi vì Chúa chúc phúc cho chúng ta. Và tôi trong cuộc đời cũng không thấy ai mà thảo hiếu với cha mẹ mà phải bị thiệt thòi cả. Có thể là nó thiệt thòi một chút về vật chất, nhưng mà Chúa lại chúc phúc cho điều khác. Chúc phúc cho con cái của chúng ta, chúc phúc cho chính bản thân của chúng ta, cho công ăn việc làm của chúng ta, và để cho chính con cái của chúng ta cũng biết thảo hiếu với chúng ta nữa. Và chính Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, cũng đã nêu gương thảo hiếu cho chúng ta khi trong tin mừng theo Thánh Luca đã nói về việc Chúa Giê-xu đã về và không những vâng phục Thiên Chúa Cha mà vâng phục cả Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúa Giê-xu đã vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha để vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Và ngoài còn nói là gì? Là vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha như là lương thực để nuôi Ngài. Rồi đối với Đức Mẹ và Thánh Giuse thì Chúa Giê-xu cũng vâng phục hai ông bà. Đó là lòng thảo hiếu mà Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta. Vậy trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết, chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên. Chúng ta hãy ghi lòng tạc dạ để rồi chúng ta, thứ nhất, hãy thảo hiếu với cha mẹ của chúng ta. Nếu ai trong chúng ta còn cha mẹ, còn ông bà còn sống, chúng ta hãy siêng năng thăm viếng, hỏi han, giúp đỡ ông bà cha mẹ những khi cần. Rồi chúng ta kiên nhẫn với những người có tuổi già đó. Rồi đối với những người còn đã khuất thì chúng ta hãy luôn nhớ tới những người đã khuất trong lời kinh, trong các thánh lễ, dâng những hy sinh. Bởi vì những người đã qua đời họ không làm được gì nữa. Họ chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa và những việc làm tốt lành của chúng ta, bằng cách cầu nguyện cho những linh hồn, bằng cách dâng tham dự những thánh lễ, bằng cách làm những việc lành phúc đức để dâng, để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trong lời nguyện của ngày mùng 2 Tết, tôi xin dùng để mà nói tới cái đạo thảo hiếu mà chúng ta cần phải có để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Kính chúc quý cụ, quý ông bà, anh chị em có những ngày vui xuân, những ngày đầu năm thật an vui, hạnh phúc, mạnh khỏe, và luôn nhớ, kính nhớ ông bà tổ tiên của chúng ta. Amen.